chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này có hình ảnh thi công hầm chui nút giao An Phú, cầu dòng ông Tố trải nhựa, cầu Bà Giạc tăng tốc, nút giao nguy cơ chậm tiến độ do thiếu mặt bằng. Nút giao An Phú ở thành phố Thủ Đức được khởi công cuối năm 2022. Với thiết kế hiện đại bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, dự án này nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân. Trải qua khoảng 22 tháng xây dựng, đến nay một số gói thầu của dự án dần thành hình. Dự án đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy tiến độ, làm theo kiểu cuốn chiếu, vừa tổ chức giao thông vừa xây dựng. Trong năm 2024 có ít nhất 3 gói thầu quan trọng của dự án này sẽ hoàn thành. Theo kế hoạch đề ra trước đó, toàn dự án sẽ hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 2025. Tuy nhiên qua quá trình xây dựng, dự án này còn gặp một số khó khăn nhất định về mặt bằng, vừa thi công vừa duy trì tổ chức giao thông nên phải giãn tiến độ. Sau những lần khảo sát thực tế, ban giao thông và các đơn vị liên quan nhận định để đẩy nhanh tiến độ hơn thì phải đóng trọn vẹn nút giao để xây dựng. Tuy nhiên làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, mật độ xe đi qua khu vực này rất cao, quá phức tạp. Do đó, ban giao thông thống nhất làm theo kiểu cuốn chiếu, chỉ rào một phần đường. Khi chiếm dụng một diện tích này thì bù lại, mở rộng một diện tích khác. An Phú là nút giao thông quan trọng đặc biệt ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, có điểm đầu tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, dầu dây kết nối với những đường trục chính nên thường xuyên diễn ra tình trạng xe cộ rồng rắn nối đuôi nhau vào giờ cao điểm. Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng với quy mô xây dựng 3 tầng, hiện đại và lớn bậc nhất thành phố. Theo chủ đầu tư, đến nay khối lượng thi công dự án đạt khoảng 55%. Trong đó, hạng mục nhánh hầm kết nối đường Mai Chí Thọ với cao tốc đạt khoảng 65% khối lượng xây dựng. Các đốt hầm hở đã được đào thông và đang chuẩn bị thi công các đốt hầm kính. Riêng cầu Bà Giạc đạt 85% khối lượng xây dựng. Cầu dòng ông Tố đã được trải nhựa, là gói thầu có tiến độ tốt nhất dự án. Các thân trụ cho các nhánh cầu vượt đã được bổ bê tông xong phần trụ, chuẩn bị lao dầm. Một số đốt hầm hở của hầm chui đã được đổ bê tông vách hầm và nền hầm.
Tuy nhiên, chủ đầu tư vừa thông báo sẽ lùi kế hoạch hoàn thành đến cuối năm 2025. Trong bối cảnh giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng, việc sớm hoàn thành dự án này là điều cấp thiết, giúp cải thiện hệ thống giao thông và thúc đẩy phát triển khu vực phía Đông. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thông xe hầm chui trước khi thi công cầu vượt, nhằm hạn chế việc ùn tắc giao thông khu vực khi thi công hai gói thầu cùng lúc. Một vấn đề khó khăn chưa được giải quyết nữa là mặt bằng ở khu vực đường dẫn, cầu vượt hướng về đường Lương Định Của. Phần mặt bằng trên thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú, do công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm làm chủ đầu tư và hiện nay vẫn chưa có dự kiến thời điểm bàn giao để xây dựng. Ban giao thông đã nhiều lần kiến nghị thành phố Thủ Đức sớm có biện pháp giải quyết, đảm bảo mặt bằng. Nút giao An Phú hoàn thành ngoài giảm ùn tắc cho khu vực sẽ tăng năng lực giao thông đến các cảng, liên kết khu vực Đông Nam Bộ, sân bay Long Thành. Với thiết kế hiện đại theo kiểu nút giao 3 tầng, người dân hy vọng dự án này sớm được xây dựng hoàn thành và giải quyết tình trạng kẹt xe vốn đã xảy ra trong thời gian dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!